Xin chào tất cả mọi người, mình là Danh Huỳnh. Hôm nay mình xin giới thiệu video đầu tay của mình về âm nhạc ăn nhậu. Let's go. Các món ăn mình có ngày hôm nay chính là mì cây sạp giang và các đồ ăn kèm bao gồm spam, gà chiên trứng muối và trứng ốp la. Về đồ uống ngày hôm nay mình có rượu soju của Hàn Quốc vị liệu. Mình sẽ mix nó với sữa chua Yakko. Đây là một món đồ uống mà mình đã từng thưởng thức ở một nhà hàng Hàn Quốc và mình rất là thích nó. Này mình sẽ mix hết cả chai nha. Bảo đảm rất ngon, bao ngon. Ôi, nhưng mà ly mình đầy hết rồi. Mình mix cái này. Thank you.
Thế là nha, ngon nha, no nha, ăn xong là phải tập thể dục nha.